Nếu cô chú anh chị đang bị đau xương khớp gối nha, có dịch nha, chúng ta cũng có thể làm cái bài như sau. Chúng ta dùng 4 quả chanh vắt hết nước ra, lấy chỉ còn lấy bã thôi. Sau đó mình đun với lên một nắm lá tía tô khoảng tầm 100g nha, đun uống trong ngày, cho thêm đường phèn chúng ta uống nha các bạn nha.